Đầu tiên nhất là Trung Nguyên kính chào lại tất cả cô chú và anh chị em các bạn mến thương. Tình hình cụ thể chiến sự các quý vị đã biết đang vô cùng căng thẳng ở tại nhiều khu vực và cuộc chiến tranh Trung Đông đang bắt đầu nóng dần. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề của Ukraine như thế nào thì chút nữa Nguyên cập nhật. Và trước khi đến những bản tin thời sự nóng bỏng thì Trung Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào. Và bây giờ để chúng ta tìm hiểu về tình hình cụ thể cuộc chiến tranh Ukraine đang gặp khó. Với cái tình hình ở tại Trung Đông, Ukraine còn gặp khó hơn như thế nào? Các quý vị cũng biết đó, cái tình trạng của Ukraine, đặc biệt là trong cái tuần gần đây, nó đã có cái dấu hiệu xấu đi dần. Lý do không phải là Ukraine yếu hay là sĩ khí quân đội Ukraine tụt dốc, cái đó không phải. Cái lý do là kẻ địch quá đông, số lượng binh sĩ của kẻ địch quá đông và vũ khí của kẻ địch nhiều quá nhiều, gấp 10 lần Ukraine, 1 đánh 10 bây giờ. 2 năm vừa qua, Ukraine đã không khả năng chiêu mộ, đặc biệt là năm 2023-2024, Ukraine không có chiêu mộ được một binh sĩ nào cả. Ukraine không có chiêu mộ được một binh sĩ nào hết. Khi lúc đó, Nga đã chiêu mộ 500.000 binh sĩ. Một bên thì không chiêu mộ thêm được binh sĩ, một bên thì chiêu mộ 500.000 binh sĩ. Ngoài vấn đề nhân lực, số lượng binh sĩ, chúng ta còn phải nói là vũ khí. Nga vẫn còn vũ khí để tấn công. Nga còn rất là nhiều vũ khí còn tấn công. Điển hình là chúng ta thấy Nga đã tấn công nhiều ngày. Nga còn nhiều đạn dược. Vì Nga đã mua đạn dược ở tận những quốc gia giống như là Bắc Triều Tiên và có thể nhiều quốc gia âm thầm khác mà chúng ta không biết. Nga vẫn còn có thể bắn tiếp tục đạn dược. Các vị cũng biết là ông tổng tư lệnh đó của Liên minh NATO đó, ông nói rằng là Nga bắn 10 viên, Ukraine bắn 1 viên. Ukraine bây giờ phải hà tiện nhỏ giọt và phải hạn chế sử dụng đạn dược và phải chờ cơ hội đúng mục tiêu mới tấn công. Vì nếu sử dụng đạn dược một cách bừa bãi, nó sẽ dẫn đến không còn đạn dược để phòng thủ. Và Trung Nguyên nói là bởi vì cái tình trạng nó xấu dần ở trên cuộc chiến, ngày hôm nay ông tổng tư lệnh của lực lượng Ukraine đã nói cho thế giới biết rằng tình trạng của chúng tôi không tốt đẹp gì cả. Tình trạng của chúng tôi đang ở trong giai đoạn nguy kịch. Nếu không có sự viện trợ khẩn cấp, nếu không có sự giúp đỡ của các quý vị, nếu không có cái sự nguồn tiền kinh phí và đạn dược, thì chúng tôi không có cách nào ngoài phải bắt buộc phải lùi về sau hết. Và đây là cái lời thông điệp rất là rõ của Ukraine gửi cho chúng ta biết. Nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, của NATO, thì Ukraine bắt buộc phải mất thêm lãnh thổ. Và đây là lời cảnh cáo của tư lệnh của Ukraine. Không có cái gì mà dối trá nữa hết. Ông ta nói rõ mà, binh sĩ không thể nào tiếp tục cầm cự kiểu này. Chúng tôi đã làm cố gắng tối đa, nhưng nếu tiếp tục chúng tôi bắt buộc phải lùi. Và gần đây thì ngày hôm qua các quý vị đã cập nhật qua bản tin của Nguyên, Nga đã lấy được một ngôi làng, đúng không? Và Nguyên nghĩ là ngày mai, ngày mốt Nga sẽ còn công bố sẽ lấy được nhiều ngôi làng nữa. Ở những khu vực giao tranh, Nga sẽ công bố chính thức nhiều ngôi làng nữa. Hiện bây giờ thì chưa có được cái gói trợ cấp đến đúng lúc. Chúng ta vẫn chưa được nghe thấy một cái thông tin nào về F-16 hay F-61. Chưa thấy một cái thông tin nào đến hết. Tới bây giờ rồi, ngày 14 tháng 4 rồi, mà vẫn chưa thấy là máy bay F-16 bay trên bầu trời. Hoàn toàn chúng ta vẫn thấy là cái cung cấp hứa hẹn của Liên minh NATO quá chậm. Đặc biệt là gói trợ cấp của Mỹ cũng đang bị đóng băng ở tại Hạ viện. Gói trợ cấp của NATO vẫn chưa thông qua được do vấn đề ông Hungary. Nên nói chung là tình trạng đạn dược, vũ khí đang ở trong một giai đoạn khó cho Ukraine. Có một quốc gia ngày hôm nay đã cứu cánh Ukraine khẩn cấp. Đố các quý vị là ai? Mà Nguyên nghĩ là các quý vị bản tin thì các quý vị đã biết rồi. Đã cứu cánh Ukraine khẩn cấp, viện trợ cho Ukraine thêm một món đồ nữa. Ngày hôm nay thì phía bên Đức
Quốc phòng của Đức đã công bố với cái tình trạng của Ukraine đang khẩn cấp và đang thiếu thốn. Đức sẽ buộc bụng hy sinh chia sẻ cho Ukraine thêm một cái hệ thống Patriot. Trong Nguyên nói, nước Đức cũng không có nhiều Patriot. Nước Đức có những cái hệ thống khác giống như là Eriks, nhưng mà Patriot nước Đức cũng không có nhiều. Nhưng nước Đức vẫn sẽ chia sẻ thêm một hệ thống Patriot với một số quả tiễn để phòng thủ cho Ukraine. Và đây là cái điều mà Đức làm gương cho những quốc gia khác. Tôi làm trước rồi đó. Mấy anh cho đi. Đây là nước Đức đưa ra cái phía cạnh của mình. Đức đã nhấn mạnh là tôi là người giúp đỡ nhiều nhất tại châu Âu. Nhưng tôi vẫn cho thêm đây. Tôi là người giúp nhiều nhất tại châu Âu. Tôi vẫn cho thêm Ukraine một cái hệ thống Patriot, một số đạn dược của cái hệ thống Patriot để phòng thủ. Và các anh đóng góp một cái gì đó. Đây là Đức đã mở cái cửa làm rương, kêu hy sinh thêm. Cũng cảm ơn nước Đức. Sau khi nguồn tin ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua được tiết lộ là nước Đức sẽ gửi ngay lập tức, Tổng thống Zelensky đã có một lời cảm ơn rất là chân thành đến chính phủ của Đức. Đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà Ukraine đang cần hệ thống để bảo vệ. Vì các quý vị cũng biết là không có bảo vệ hệ thống phòng không thì Ukraine sẽ bị tiếp tục bị tấn công sâu vào trong lãnh thổ và sẽ tổn thất một cách nặng nề vô cùng. Và nước Đức đã làm gương. Thì hiện bây giờ nước Đức nguyên chưa thấy Pháp và Anh Quốc hay là những quốc gia khác có sự đóng góp gì. Nhưng Đức chỉ là cái quốc gia duy nhất hiện bây giờ đã viện trợ thêm hệ thống Patriot. Và nước Đức họ khẳng định một điều, lý do mà họ viện trợ thêm vì họ đánh giá tình trạng của Ukraine xấu dần trong thời gian gần đây. Thì chúng ta cũng thấy rõ mà, nghe thí dụ ngày xưa tấn công 100 cái, trong đó gồm máy bay và quả tiễn, thì Ukraine ngăn chặn được khoảng 85-88%. Và bây giờ thì Ukraine ngăn chặn được có 50-55-60%. Thì chúng ta cảm nhận được rất là rõ là hệ thống phòng không của Ukraine đạn dược đã giảm bớt đi nhiều, đã thiếu cái đạn dược hệ thống phòng không. Và với cái bối cảnh mà Nga tấn công càng ngày càng nhiều thì thấy rõ được là Ukraine đã bắt đầu tổn thất rất là nhiều mặt trận khác nhau. Thì đây là cái tình trạng cho chúng ta thấy rõ được, và được sự giúp đỡ của Đức, một sự giúp đỡ nhỏ nhưng đối với Nguyên cái điều đó cũng còn quan trọng các tôi vậy, có còn hơn không. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị tình hình của những cái sự việc gói trợ cấp nhỏ nữa. Ngày hôm nay thì Ukraine nhận được một cái gói trợ cấp rất là nhỏ, chỉ có 5 triệu mà thôi. Đây là cái nhóm năng lượng, kia là năng lượng phía bên Tây. Họ đã trích ra 5 triệu euro để yểm trợ cho Ukraine và mong Ukraine sử dụng số tiền này trong vấn đề xây dựng lại bệnh viện. Mà Nguyên nghĩ là xây dựng để làm cái gì? Nguyên nói thật luôn, bây giờ không có hệ thống Patriot, không có hệ thống phòng thủ, xây dựng bao nhiêu thì Nga bắn bao nhiêu. Nga là chuyên gia bắn tàn bạo nhất là bệnh viện. Bệnh viện là Nga lúc nào cũng nã pháo vô bệnh viện. Từ những ngày đầu cuộc chiến bây giờ đó là không có bệnh viện nào mà không bị bom đạn Nga tấn công hết. Vì Nga muốn đánh tê liệt cái nền y tế của Ukraine, để cho binh sĩ Ukraine không có thuốc để chữa trị, không có nơi để chữa trị. Và cứ mỗi lần có bệnh viện là Nga lúc nào cũng tấn công vào bệnh viện hết. Bệnh viện trẻ em, bệnh viện gì không biết, là bệnh viện là tấn công. Và đã thống kê cho biết là không có bệnh viện nào mà chưa bị dính đạn hết. Toàn đất nước Ukraine lớn như vậy mà chưa có cái bệnh viện nào mà không dính đạn hết. Nếu bây giờ cứ xây dựng lại hạ tầng năng lượng, xây dựng lại vấn đề bệnh viện, cũng giống như Tổng thống Zelensky nói, xây dựng thì cũng dễ đó, xây dựng thì không có khó, nhưng mà xây dựng để làm cái gì? Để xây dựng ngày hôm nay, ngày mai Nga bắn hả? Và cái điều đó trước khi xây dựng là phải bảo đảm cái an toàn. An toàn đã. Nếu mà không thể bảo đảm được cái an toàn thì không thể nào xây dựng được cái gì cả các quý vị.
Nên là cái điều đó là cái điều nguyên nó là trước khi muốn xây dựng là phải bảo vệ được chặt chẽ yêu khanh đã. Mà bây giờ bỏ tiền vô xây dựng thì đối với Nguyên đó là sự bỏ tiền vào sông, vào biển, chục tiền qua cửa sổ. Nó chẳng có lợi gì cả. Chẳng có lợi gì hết. Đó là bản tin liên quan đến cái nhóm kêu là năng lượng phía bên Tây yểm trợ cho Ukraine thêm 5 triệu, 5 triệu. Và số tiền này muốn giúp đỡ Ukraine để xây dựng lại bệnh viện. Và bây giờ một bản tin nữa, sau đó Nguyên sẽ đưa qua một cái bài bình luận. Đây là Phó thư ký của Liên minh NATO đã công bố chúng ta biết trong cái bài phỏng vấn ở tại Thụy Sĩ. Người ta phỏng vấn ông ta rằng là sắp sửa tới đây buổi họp ở tại Thụy Sĩ về vấn đề hòa bình của Ukraine. Cho tôi hỏi ông một câu rằng là Ukraine có cơ hội để trở thành thành viên của NATO hay không? Hay là chừng nào vào? Hay là không vào được? Ông có thể cho tôi biết được không? Ông này là phó nha, có nghĩa là người phụ tá của ông John Stoltenberg. Ông nói là theo tôi thì là trong tương lai Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO, không có cái gì mà chối cãi hết. Khi chính trị của Ukraine đủ điều kiện thì tôi tin chắc Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Thì đây là một cái lời nói rất là đơn giản, nhưng nó là một cái lời nói sẽ làm cho Nga không hài lòng. Vì tháng 7 sẽ tổ chức ở tại New York về cái buổi họp Liên minh NATO. Cái buổi họp này sẽ bỏ phiếu về cái tình trạng của Ukraine như thế nào và quyết định cái tương lai của Ukraine như thế nào vào tháng 7 sắp đây. Có nghĩa là còn lâu lắm các quý vị. Còn lâu lắm. Nhưng trước đó sẽ có một cái buổi họp mặt về hòa bình ở tại Thụy Sĩ trước vào ngày 15 16 tây tháng tới. Để cho các quý vị thấy rõ được là rất là nhiều người trong Liên minh NATO họ cũng muốn Ukraine sáp nhập. Nhưng Nguyên đã nói rồi, trong 32 thành viên sẽ có một vài con sâu sẽ làm cái rào cản. Và hiện bây giờ người ta chưa dám đối đầu trực tiếp với Nga. Chưa dám đối đầu trực tiếp với Nga. Người ta vẫn muốn đánh một cách gián tiếp qua cách viện trợ cho Ukraine. Chứ người ta chưa có sẵn sàng bước vào cuộc chiến với Nga một cách trực tiếp. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy họ chưa có quyết đoán. Châu Âu chưa có sẵn sàng cho cuộc chiến. Hiện bây giờ không có quốc gia nào gửi binh sĩ hết. Và chưa có quốc gia nào sẵn sàng đối đầu với một cuộc chiến trực tiếp hết. Và cái điều đó thì là Ukraine vẫn phải chờ đợi cái sự thông qua qua Liên minh châu Âu, Liên minh NATO mà Nguyên nói rồi. Không thể nào thống nhất 100% được. Cứ bỏ phiếu mà có một cái lá phiếu trống là cũng bác bỏ. Thì không thể nào được. Đầu tiên nhất là Nguyên phải đề nghị là hiến pháp của NATO, hiến pháp của châu Âu phải thay đổi. Bỏ phiếu 80% là đủ rồi. 80% còn 20 còn lại phản đối. Tụi bay thua, tụi bay phải chấp nhận. Chứ mà 100% thì làm gì có. Trời ơi, mấy ông không bao giờ giải quyết được vấn đề lớn gì với 100% hết. Nguyên nói cái gì mà quá tuyệt đối là điều thất bại hết. Nó phải vừa vừa thôi. 100% sẽ là thất bại các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề Ukraine. Nghe được mở cánh cửa sẽ sáp nhập vào Liên minh NATO trong những ngày kế tiếp sẽ làm dẫn đến Nga sẽ phẫn nộ. Một bản tin nho nhỏ nữa và chúng ta sẽ bước qua cái bài bình luận chia sẻ của Nguyên về tình hình Trung Đông với Ukraine ảnh hưởng như thế nào. Cho Nguyên chia sẻ như thế này. Nga công bố là Nga đã bị tấn công khoảng tầm 15 chiếc máy bay không người lái và Nga đã ngăn chặn thành công hết. Trên đó có 10 chiếc máy bay không người lái tấn công ở trên đất liền và 5 chiếc ở trên biển. Nhờ cái hệ thống phòng không bất bại tuyệt vời của Nga, Nga đã ngăn chặn thành công hoàn toàn cuộc tấn công của Ukraine. Tất nhiên là chúng ta không nên quá tin những gì mà Nga nói. Ngoài ra, Nga còn cáo buộc Ukraine là vừa qua đã tấn công vào cái thành phố mà Nga quản lý đã làm khoảng tầm bây giờ Nga công bố con số là 16 người đã thiệt mạng. Nga đã công bố điều đó và cáo buộc Ukraine là khủng bố. Các như vậy lúc nào cũng vậy. Họ thì tấn công thì không sao. Nhưng mà Ukraine mà tấn công thì lúc nào họ cũng cáo buộc là khủng bố hết. Còn họ tấn công nát nước, tan bành đất nước hết.
bao nhiêu người dân thường thiệt mạng thì họ nói chuyện đó là bình thường, không có vấn đề gì hết. Chúng tôi tấn công đúng địa điểm, mà mỗi lần họ bị tấn công thì họ đã đổ lỗi cho Khanh ngay lập tức, vấn đề này vấn đề kia. Khi lúc đó Uy Khanh không thừa nhận là tấn công vào dân thường và tấn công ngay trong trụ sở quân sự bí mật của Nga. Nên hiện bây giờ cái bản tin này hai bên đều trái chiều, một bên thì nói là chúng và thường dân, đã có một số lượng dân thường đã thiệt mạng, một bên thì công bố chính xác là chúng tôi đã tấn công chính xác vào mục tiêu ngay trong cái nơi hợp căn cứ quân sự của phía bên Nga. Nên hiện bây giờ bản tin này vẫn còn đang tranh cãi, khó biết đâu là thật và hư. Ngoài ra cái bản tin đó thì có một vấn đề khác. Theo tình báo của Ukraine cho biết, họ đã bắt được một kẻ thủ phạm đang đưa ra một cái kế hoạch ám sát một vị quan chức cao cấp ở tại khu vực Kherson. May mắn thay là tình báo SPU đã ngăn chặn kịp thời. Nếu không thì cái ông mà bị nhắm và ám sát có thể xảy ra tử vong. Đây là một cái điều chúng ta thấy hai bên đều bắt đầu chơi cái chiêu trò ám sát. Ukraine cũng có thường làm chuyện đó chứ không phải không có. Và bây giờ Nga đã làm ngược lại. Và một bản tin quan trọng nữa, rồi chúng ta sẽ đến một vài bình luận mà Nguyên chia sẻ đây. Theo nguồn tin của tình báo của Anh Quốc và Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, trong những ngày kế tiếp, không xa, khoảng tầm vài tuần nữa thôi, theo nguồn tin mà họ thấy được và với số lực lượng mà Nga đang điều động khí tài quân sự và binh sĩ, thì trong vài tuần nữa, Nga sẽ có cuộc quy mô lớn để tấn công vào nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực Kherson, Zaporizhia, Lugansk. Đây là ba khu vực có thể có xảy ra cuộc chiến lớn. Cuộc chiến lớn. Và đây là cái cảnh cáo trước của phía bên tình báo của Anh Quốc và Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Với cái tình hình mà họ đã thăm dò được là lực lượng Nga đang di chuyển số vũ khí và nhân lực. Và họ cho rằng Nga sẽ cuộc cuộc tấn lớn trong những ngày kế tiếp. Đây là gửi thông điệp cảnh cáo cho Ukraine biết chuẩn bị tâm lý. Đây là tất cả những tình trạng mà các vị thấy của ngày hôm nay tại Ukraine. Và bây giờ, cuộc chiến tranh Trung Đông, nó đã bùng phát. Nó mới bắt đầu bùng phát. Nó có thể dập tắt và nó cũng có thể cháy rất là lớn. Nha. Có thể nó ngừng ở đây. Vấn đề Do Thái và Iran nó có thể ngừng ở đây. Vì Iran đã đáp trả. Mọi sự việc có thể kết thúc, đóng sổ. Hai bên sẽ giữ lại cái tình trạng. Nhưng nếu không làm được như vậy, ngọn lửa nó sẽ bốc lên. Tình trạng của Ukraine như thế nào? Theo các quý vị, cuộc chiến tranh ở Trung Đông nó xa Ukraine, có ảnh hưởng đến Ukraine không? Theo cái nhìn của các quý vị, cái cuộc chiến tranh này nó có ảnh hưởng đến Ukraine không? Ảnh hưởng, các quý vị thừa nhận quá toàn là chính xác. Vì tại sao ảnh hưởng? Thứ nhất, nếu Mỹ bước vào cuộc chiến, thì Mỹ sẽ không thể nào còn đủ kinh phí vừa trong cuộc chiến và vừa giúp đỡ Ukraine hết. Một mặt đầu tiên nhất là Ukraine sẽ không còn trông cậy về Mỹ nữa. Về cái gói viện trợ. Vì Mỹ tao bây giờ tao kinh tế nó xuống thấp rồi. Tao còn phải ủng hộ cái thằng đồng minh. Dẫu gì tiền đâu tao cho tụi bay nữa. Cái điều Mỹ sẽ không còn đủ kinh phí vừa bước vào một cuộc chiến và vừa giúp đỡ Ukraine hết. Thứ nhất về một mặt. Mặt thứ nhất, mặt thứ hai đó là chi phối truyền thông. Các quý vị cũng biết đó, 2 năm vừa qua, Ukraine còn tồn tại là nhờ truyền thông, nhờ những người giống như Nguyên, những người lúc nào cũng cố gắng đưa những bản tin xác thật về tình hình cuộc chiến, nói về cái tình trạng cụ thể của Ukraine, cái sự dối trá thông tin của Nga như thế nào. Và nếu có một cuộc chiến khác, thì thông tin nó sẽ bị chia đôi. Dư luận sẽ bất chi phối, mà cái điều đó ảnh hưởng Ukraine rất là lớn. Ảnh hưởng Ukraine rất là lớn vì Ukraine sẽ bớt đi cái sự ủng hộ, vì người ta có nhiều sự bận tâm, nhiều sự lo âu. Và cho Nguyên nói, chiến tranh Trung Đông sẽ dẫn đến lạm phát. Hiện bây giờ các quý vị đi vào đọc bài báo kinh tế đi, mấy ông kinh tế bây giờ ông đúng như nè. Mấy anh cha kinh tế cũng như nè, đọc báo kinh tế bữa nay nó báo cáo cho nó phỏng đoán kìa kìa. Mấy ông rung như nè, mấy anh cha kinh tế ông rung như nè.
Nó sẽ dẫn đến cái sự lạm phát, mà khi lạm phát rồi thì không ai có tiền để cho Ukraine. Cuộc chiến tranh Trung Đông bùng phát là một cái, Nguyên nói là một cái cơ hội lớn cho Putin để tìm cuộc chiến thắng lớn lao trên đất Ukraine. Putin bây giờ đang cầu mong làm sao cho cái cuộc Trung Đông nó bùng phát. Putin cầu mong làm sao cho Mỹ phải trói buộc và bước vào cuộc chiến. Để làm gì? Để Mỹ không còn bận tâm đến vấn đề Ukraine. Và châu Âu cũng bắt đầu bị phân vân. Thứ nhất là Mỹ không giúp đỡ Ukraine được. Thứ hai, tình hình Trung Đông ít hay nhiều nó cũng ảnh hưởng đến mình. Từ kinh tế đến vấn đề chính trị. Và vấn đề giúp đỡ Ukraine sẽ chậm đi hơn nữa. Mà hiện bây giờ tình trạng Ukraine đang gặp khó. Mà cái vấn đề cái gói viện trợ mà chậm nữa thì các quý vị nghĩ coi Ukraine cầm cự sao nổi. Nên mà cái điều này á, là cái điều mà Putin đang ngồi đang vui mừng. Nguyên nói á, cái cuộc tấn công của Iran ngoài sau lưng có Nga còn có Trung Quốc, mà đặc biệt là ông Nga ông xúi giục dữ lắm, mày cứ quýnh đi có gì tao lo. Và cái điều đó chúng ta thấy rõ được là tại sao Putin đã đưa cái kế hoạch mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày hôm nay với tình báo Anh Quốc là vài tuần nữa tấn công. Vì Putin phải lợi dụng cái thời cơ mà cả thế giới đang suy ngẫm về vấn đề Trung Đông để đưa ra cái kế hoạch mạnh mẽ và làm sao lấy nhiều lãnh thổ của Ukraine càng nhiều càng tốt. Tại sao Putin phải lấy nhiều lãnh thổ? Vì trước sau gì cuộc chiến tranh nào nó cũng phải kết thúc bằng cuộc đàm phán hết. Cuộc chiến tranh nào cũng phải kết thúc bằng cuộc đàm phán. Nhưng ai nắm nhiều đất, ai nhắm nhiều đất thì cái cuộc đàm phán nó sẽ tốt hơn. Chứ Ukraine không thể nào mất trong tay của Nga hoàn toàn được. Nó chỉ là một phần đất đai nào thôi. Cái điều đó Putin vẫn thừa biết. Nên là Putin lợi dụng cái thời cơ tạo ra những cái khủng hoảng. Và Putin sẽ tiếp tục lấy được nhiều lãnh thổ của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ NATO phải quyết định. Sự đáng tiếc của NATO là NATO không có sự đoàn kết. Thứ hai, NATO chưa có sẵn sàng cho bất cứ một cuộc chiến tranh lớn nào. Nên NATO không có sự quyết định quyết đoán đối đầu với Nga. NATO vẫn do dự với cầm cự. Tình trạng của NATO thì chúng ta biết NATO không có yếu. Có nhiều người ta nói NATO sợ Nga. Mấy bác đánh giá Nga quá tuyệt vời. Mấy bác hình như mấy bác hoàn toàn không hiểu được khả năng quân sự của NATO. Khi các bác phải hiểu chữ NATO là nó có 32 thành viên quốc gia. Đặc biệt trong đó chúng ta nói một mình Mỹ thôi. Một mình Mỹ thôi là Mỹ đã có đủ khả năng quân sự chiến tranh với Nga rồi. Không cần 31 thành viên khác. Một đối một Mỹ với Nga thôi là Mỹ đã dư khả năng rồi. Mỹ đã dư khả năng. Nga có cái gì để đấu với Mỹ? Về vũ khí hạt nhân, hai bên tương đương lẫn nhau. Một bên 6.000 đầu đạn, một bên 5.000 đầu đạn mấy. Tương đương lẫn nhau, không bên nào thua bên nào hết. Nga không có một cái hàng không mẫu hạm nào hết. Mỹ có 11 cái. Mỹ có 11 cái. Nói về máy bay, Mỹ có gấp 5 lần Nga. Mỹ có gấp 5 lần tàu ngầm của Nga. Về nhân lực, Mỹ cũng tương đương với Nga về số lượng binh sĩ. Về đầu tư tiền bạc, Mỹ đã đầu tư hơn 30 năm nay về khí tài quân sự. Mỹ lúc nào bỏ vô năm nay 880 mấy tỷ, Nga bỏ 200 tỷ. Mà mấy năm trước Nga bỏ có 100 tỷ, chưa tới nữa. Bao nhiêu năm vừa qua, Nga làm sao gượt lại cái khí tài quân sự của Hoa Kỳ được? Không phải là NATO yếu, NATO quá mạnh chứ không phải yếu, chỉ là không có đoàn kết chứ không phải là yếu. Một mình Mỹ thôi cũng đã đủ đối đầu với Nga, huống chi 31 thành viên kia cũng chẳng có yếu kém gì, đặc biệt là có Anh Quốc, có Pháp, có Đức, có Italy, có Thụy Điển, có nhiều quốc gia khí tài quân sự cực kỳ là mạnh. Cái lý do mà họ không muốn đánh với Nga vì không có ai đi liều mạng chết hết á. Không có ai biết là ở thằng đó nó có trái bom, gọi tao với nó nổ chung và chích chung hết. Không có ai đánh với một kẻ khùng điên bao giờ.
Người ta đánh chiến tranh là người ta thắng cuộc chiến mà người ta không muốn tổn thương. Người ta thắng một cuộc chiến người ta không muốn tổn thương, chứ người ta không muốn chích chùm. Người ta không muốn chích chùm, chơi chích chùm không có chơi. Nguyên đã nói rồi, một cái người bình tĩnh không ai đánh như người điên bao giờ. Dù các quý vị thấy thằng điên có làm sai trái đi nữa, các quý vị cũng không lao vào đánh nó đâu. Vì các quý vị sẽ không đoán được nó làm cái gì. Và cái điều đó thì lúc gặp người điên lúc nào người ta cũng tránh xa hết là như vậy. Nên là mấy bác quá thần tượng về vũ khí và khả năng chiến lược của Nga. Ngày xưa thì đúng, ngày xưa đó không phải là Nga, đó là Liên Xô cũ. Nó là Liên Xô, mấy chục quốc gia. Ngày xưa thì đúng, Liên Xô cũ mạnh thì đúng. Các bác có thể nói về cái thời xa xưa đó, cái thời trước năm 1990 đó, cái thời Liên Xô mà còn đó, thì đúng. Vì phân nửa châu Âu đều nằm trong khối Liên Xô, một liên minh rất là mạnh, ngày xưa là đúng. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ chúng ta năm 2024, năm 91 Liên Xô đã sụp đổ, đất nước Nga còn phải xếp hàng đi xin bánh mì ăn. Từ năm 91 đến bên nay nền kinh tế mới phát triển trở lại được bao nhiêu năm? Làm sao họ có đủ khả năng đối đầu với NATO được? NATO cực kỳ mạnh, nhưng bị là quên nói, không có sự đoàn kết và không có sự quyết tâm. Mà thường những người nhà giàu đều có cái ý bị bệnh nữa hết. Bệnh nhà giàu với bệnh tự do là đều có điều đó hết. Vì những người nhà giàu không bao giờ muốn mạo hiểm bao giờ hết. Không có ai mạo hiểm hết. Cái người chỉ có người nghèo, những cái người tình trạng quốc gia khó khăn thì người ta mới muốn có chiến tranh thôi. Còn những cái quốc gia bình thường thì ai cũng muốn sống hòa bình, vì cuộc sống người ta đang sung túc và cuộc sống ta đang tốt. Nên cái cuộc chiến tranh đã bùng phát ở tại Trung Đông, đó là một cái cơ hội lớn cho Putin để lấn sân trên Ukraine nhiều hơn nữa. Khi NATO phải chi phối, châu Âu phải chi phối, mọi sự việc đều phải chi phối hết. Putin đang vui mừng và tâm đắc với cái hành động của Iran. Và Putin bảo đảm với các quý vị sẽ âm thầm yểm trợ cho Iran nếu cuộc chiến tranh này bùng phát lớn hơn. Putin đang xúi dục dần, nhưng Iran không có ngu vại như vậy. Iran không có ngu đâu. Nguyên bảo lắm, đối với Nguyên là Iran là thỏa mãn cuộc chiến này. Bắn này là Iran vui rồi. Nhưng mà phải thận trọng những kẻ ném đá dấu tay. Đối với Nguyên, Iran sẽ kết thúc cái cuộc tấn công. Bị Iran biết đối đầu với Mỹ, Iran không có đường sống. Iran thừa biết cái điều đó. Nhưng mà kẻ đứng thứ ba, kẻ đứng đằng sau bức tường, bức màn hay là bức tường hay bức gì đó, nó sẽ bức dây động rừng chắc như vậy. Nó sẽ bức dây động rừng và nó làm cho cái cuộc Trung Đông nó nổi loạn không ngừng. Nên kẻ thủ phạm tình nghi không ai xa lạ, chỉ có hai ông trên thế giới này có đủ khả năng làm điều đó, Trung Quốc và Nga thôi, không ai xa lạ. Nguyên nói thật với các người, Nguyên không cần phải là làm gì Colombo đồ thám tử gì đâu, không cần phải làm thám tử để đoán cái điều đó đâu, vì cái điều này trên thế giới này không có ai khác được. Không còn ai có đủ khả năng làm chuyện đó hết. Nên là nó quá dễ đoán. Phải có một cái thủ phạm nào đó. Có nhiều thủ phạm thì chúng ta mới phân vân. Bây giờ nó chỉ có hai thủ phạm mà thôi. Một là hai ông này, hai là trong hai ông này có một ông, chứ không thể nào chạy khó. Vì không có ai có đủ khả năng giật dây chính trị ở tại Trung Đông ngoài Nga và dưới Trung Quốc hết. Hoàn toàn không có ai có đủ cửa đó hết. Nên cái điều đó chúng ta đã quá đoán được. Và hiện bây giờ Ukraine họ lo lắm. Tổng thống Zelensky bữa nay lo lắm. Ông ta lo lắm. Ông ta rất là lo cái vấn đề Trung Đông nó lớn. Ông ta biết mà, nếu Trung Đông vấn đề lớn lên thì vấn đề của Ukraine sẽ nhỏ đi. Dư luận xã hội sẽ bớt bận tâm, báo chí bớt đưa tin, viện trợ sẽ bớt dần, và Ukraine sẽ mất đất dần. Đất nước Ukraine cũng nhỏ đi luôn, bởi vì mất đất dần đi, mất đất dần đi. Nên tình trạng của Ukraine cho Nguyên báo động là tình trạng vô cùng khó khăn. Mà đây không phải là lời cá nhân của Nguyên nói, tham mưu trưởng nói, bộ trưởng bộ quốc phòng nói, bộ trưởng bộ an ninh nói, và chính miệng tổng thống Zelensky cũng đã nói, để chúng ta biết là Ukraine họ đang cần sự giúp đỡ.
Và muốn giải quyết cái mấu chốt này, đầu tiên nhất là phải hỏi Bắc Mỹ nhà ta. Mấy ông Mỹ nhà ta quyết định như thế nào cái gói trợ cấp 60 tỷ. Sau đó chúng ta phải hỏi cái ông NATO giải quyết cái ông Hungary như thế nào để cho cái gói trợ cấp 100 tỷ. Nếu mà giải quyết nhanh gọn lẹ từ đây đến cuối tháng 4 thì Ukraine sẽ mất ít. Nếu mà giải quyết chậm chậm trễ thì các quý vị sẽ nghe thấy Ukraine sẽ mất vài tỉnh thành nữa, một tỉnh thành, hai tỉnh thành gì đó theo trong những ngày kế tiếp. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải lo âu cho Ukraine nếu ai ủng hộ. Nguyên biết là trong những đàn chúng ta thì phần lớn chúng ta đều ủng hộ Ukraine cả, vì chúng ta ủng hộ phe yếu, được nhất là Ukraine vô tội mà. Trong một ngày đẹp trời đang ngủ ngon giấc thì 5-6 giờ sáng thì Putin tấn công, thì có ai chấp nhận cái điều đó bao giờ? Và nó thực tế thì hãy nhìn cái tình hình của Ukraine và suy nghĩ rằng cái bối cảnh của Ukraine một ngày nào đó Việt Nam chúng ta cũng có thể gớt với cái tình trạng tương tự như vậy. Khi chúng ta ở một cái quốc gia kế bên nó có cái tầm đe dọa và nó có xu hướng xâm lược, thì chúng ta hãy nhìn cái tình trạng của Ukraine mà học một bài học, trích ra những cái hay của Ukraine để chúng ta giữ đó, để một ngày nào đó đất nước chúng ta xảy ra cái biến cố như vậy, chúng ta lấy đó ra để mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta học hỏi. Và cái điều đó nó quan trọng vô cùng các quý vị. Nếu Ukraine thất thủ một ngày nào đó, Ukraine thất thủ thì cái thế giới này, tôi bảo đảm với các quý vị luôn, nó không còn có một cái sự trật tự, và thế giới này nó sẽ qua một cái giai đoạn giữa đảng phái độc tài với tự do, sẽ bước vào cuộc chiến trực tiếp nếu Ukraine thất thủ. Đó là bài bình luận chia sẻ của Nguyên về tình trạng của Ukraine, và nó đang rất là nóng dần, đặc biệt là cái cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông nó làm ảnh hưởng rất là lớn đến cho cái sự viện trợ và với sự bận tâm về Ukraine trong những ngày kế tiếp. Cuộc chiến tranh Ukraine và Nga vẫn là cuộc chiến tranh tâm điểm mà nó quan trọng hơn nhiều. Ukraine mà thất thủ thì cái khủng hoảng thế giới nó lớn hơn nhiều với Trung Đông nhiều à. Nó khác biệt nhiều lắm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng minh NATO, vì tình trạng của Ukraine đang lo lắng, đang nguy kịch và cần sự yểm trợ bằng tinh thần, bằng thông tin xác thật tình huống cụ thể, để cho người cái lòng yểm trợ của Ukraine nó không nguội dần. Và Trung Yên ngừng chương trình ở đây. Cành me chùi lá hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường, đêm tháng sau mưa có là mẹ nhớ, đêm mưa nào tôi bỏ trốn quê hương. Em ở lại sắc hương tàn vẫn rũ, thời xuân xanh qua rất đổi vô tình. Em có khóc khi mỗi mùa thu tới, lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh. Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi, dẫu trong lòng từ buổi bước lên xe thờ tôi biết bao lần không dám cười, chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo. Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi, nợ
cha mẹ, nỗi nhọc nhằn khuya sớm tôi nợ tôi mộng ước của ba. Tôi ngại ngùng không nói, không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây. Em đâu biết giữa cuộc đời giống tôi chỉ là một chiếc lá khô bay, đau nhức chảy theo dòng thơ. Tôi biết thu bồn ơi chẳng nước có còn chăng, tôi lần đần sớm chiều lo cơm áo, ngoảnh mặt nhìn bên cũ gió mưa giăng. Tôi vẫn nợ lời, giấu trong lòng từ buổi bước lên xe. Thờ tôi biết bao lần không dám gửi chuyện tình buồn, năm tháng lớn khôn theo. Tôi vẫn nợ em một lời, một lời xin lỗi. Một chỗ đất chôn nhau, nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm, tôi nợ tôi mộng ước của ban đầu. Tôi vẫn nợ nhằn khuya sớm, tôi nợ tôi.